Qua câu chuyện của anh Hải thì em xin phép hai ông bố ở đây rất cảm ơn các chị em phụ nữ bởi vì đã sinh cho chúng tôi những thiên thần rất là đáng yêu, và điều quan trọng hơn nữa là cũng chịu đựng cá tính của chúng tôi khá nhiều thì gia đình nó mới êm ấm được, không? Nhưng mà là trong cái quá trình chịu đựng đó thì là chắc hẳn cũng không thiếu những lúc mà chúng tôi cũng phải chịu đựng ngược lại. Và đây chính là cái thời điểm mà chúng ta phải giải tỏa những cái khúc mắc đó. Anh Hải ơi, giờ em hỏi thiệt nha. Khúc cảm động đã qua rồi phải không? Giờ khúc cảm động đã qua rồi, bây giờ là tới khúc kịch tính nè anh. Giờ vô phần chính của chương trình nè. Chị nhà có đôi lúc ha. Mình dùng từ lắm lúc để nó hơi kỳ. Đôi lúc có khiến cho anh mệt mỏi hay là bực bội gì không? Về vấn đề dạy con đi. Hải thì lúc nào Hải cũng ở trong nhà, Hải cũng là đóng vai ác hết. Hải chỉ cần trợn mắt một cái thôi là hai bé tự phải biết làm lại cho nó đúng. Ồ, có quy như vậy ta. Chà, hai bé ở nhà rất sợ Hải. Hải không phạt thôi, Hải phạt hành phạt rất nặng. Hải đang dạy con vậy đó. Một cái câu mà Hải cảm thấy Hải rất sợ vợ Hải nói. Khoan, để em đoán nha, để em đoán nha. Cái câu trong đầu em là đã có rồi đó. Không biết á là anh Trung có suy nghĩ tương đồng với em hay không. Mỗi lần mà anh định phạt con anh á là vợ anh lại đến, thôi lại đây với mẹ đi, đừng nghe lời cha nữa, đừng chơi với cha nữa. Có nghĩa là những cái lời dạy của mình nó thành vô hiệu rồi. Có nghĩa là thằng nhỏ nó lại hướng về cái phía bên kia, cái hướng mà nó được yêu thương. Còn một cái câu mà em thấy cái sức sát thương mà nó khủng khiếp nhất luôn. Con nít mà biết cái gì đâu lại la nó. Rồi cuối cùng cái tôi biết là tôi có nên la hay không. Cũng có câu đó mà cũng có câu là tội em, cứ tội cả em ngày đó. Tội em, tội em. Con Hải thì nó rất là vô tư, có đôi khi nó quên những cái chữ dạ đi. Hải phải hỏi con ăn cơm chưa, rồi ba. Cái Hải mới hỏi con ăn cơm chưa, rồi ba. Hải hỏi con ăn cơm chưa, Hải hỏi cho tới khi nào có chữ dạ thì thôi, là để cho anh nhận biết là là con đang thiếu cái chữ dạ, chứ Hải không có nhắc là con đang thiếu chữ dạ, là tự biết phải sửa lại. Xong rồi có nhiều lúc mà ví dụ như học hay là gì đó, giờ chơi thì tỉnh như sáo mà cứ vô bàn học cái bắt đầu ngáp, bắt đầu là Hải sẽ la cái lại tội em. Hải kêu là bây giờ con học cái này, con học cái này, con học cố gắng con học 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 cái này, rồi bắt đầu chị cũng sẽ thêm như một câu sướng hay không là có số rồi, có người không học cũng sướng vậy đó. Đâm ra cái con Hải nó ngớ qua, nó nghe những cái câu đó thì Hải mới nói là ủa tại sao em lại nói ra những cái câu đó trước mặt con như vậy hay là gì đó, rồi cũng lại gây lộn đó. Là Hải đang rất là khó chịu cái vấn đề đó, na binh không đúng. Xong rồi với lại ví dụ như vợ Hải mà anh ơi cái này có đẹp hay không, Hải nói cái đó nó cũng được lắm. Ủa tại sao vậy, em thấy nó đẹp mà, là phải hướng mình vô một cái đó là phải đẹp, đúng, là khi mà đã hỏi thì phải đẹp, đúng, đừng có nói góp ý gì. Thật ra các chị khi mà nói vậy là muốn các anh là phải làm theo rồi chứ không phải là đợi nghe ý kiến đâu. Bây giờ bữa sau là Na vừa hỏi là cái này đẹp không anh, tất cả mọi người trong nhà giống như là có một cái lập trình sẵn luôn, ba người nhìn nhau quá đẹp, quá tuyệt vời, quá trời ơi, mua đi em ơi, mua đi, mua liền luôn đi. Ở tiền trong nhà ai quản? Tiền trong nhà thường thường là Hải quản, thuế má, điện nước, đồ gì đó thì Hải đều là thanh toán qua ngân hàng. Thì những cái lúc đó là đều là Hải đi. Na là một người rất ghét đi ngân hàng. Chị bị cái bệnh là ghét số đó anh. Không thích đi mà ví dụ như vô ngân hàng đợi chờ vậy. Chờ đợi. Thà là đi đợi mua sắm hoặc xếp hàng đi ăn ở đâu đó. Na với Hải trái ngược nhau là Hải không bao giờ thích tới một cái quán ăn mà Hải phải đứng xếp hàng. Hải tới một cái quán nào mà xếp hàng là Hải sẽ quay đầu Hải đi về. Còn vợ Hải là không. Càng xếp hàng là càng thích. Hải nói, đợi chờ là hạnh phúc mà anh, thì phải mấy ngon người ta mới xếp hàng chứ. Vợ Hải thì về cái vấn đề ăn những cái món đó thì vợ Hải rất là tuyệt vời, trà sữa hay là những cái gì đó thì cái nào cũng sẽ có chữ ký của chị trên nó thì là đúng. Giống như là vợ em vậy đó, nói thẳng ra thì là để làm vừa lòng vợ em cực kỳ dễ luôn. Chỉ buồn cho chị ăn, chỉ giận cho chị ăn, hay là chỉ có khuất mắc gì trong công việc hay là gì đó, dẫn chị đi ăn là xong, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Nhưng mà vợ Hải lại có nhiều cái lại trái ngược lại nữa. Mà thôi hôm nay kể thì kể hết luôn là... À chị ơi, thêm một lần nữa em xin lỗi nha chị Na nha. Thực sự là do hôm nay nó cũng cao trào quá. Vui mà, vui anh ơi. Ví dụ ai như mà có nhiều quá vui mà, vui mà. Về mới không vui. Anh cứ cắt bỏ cái gì, em kể quá nhiều. Cắt sạch hết. Cắt sạch hết. Cắt sạch hết. Thì ví dụ như là hai vợ chồng quyết định là hai vợ chồng sẽ giảm cân. Có một khoảng thời gian là hai vợ chồng rất là tròn và đi đâu cũng bị quở là trời sao mà hai vợ chồng mày mập quá là đỉnh điểm đó. Nhiêu ký? Đỉnh điểm là cũng 70 mấy ký. Nặng nề quá thì làm việc đều nó đều bị khó chịu. Trong cái khoảng thời gian giảm cân đó thì Hải mới nói với Na là đừng nấu đồ ăn cho anh ăn,
Thì chị ok. Cái tối cái bắt đầu cái chị lại đợi ăn. Chưa đồ gì không ăn, ví dụ như ăn buổi sáng, buổi trưa thì ok mình cũng có thể. Nhưng tới tối cỡ ví dụ 9-10 giờ cái bắt đầu anh ấy đi ăn. Mà bây giờ mình không đi á thì lại gai nhau. Khó chịu liền. Cứ đi xong rồi ra kêu đồ ăn, kêu quá trời luôn. Kêu xong rồi chị gấp được 2 đĩa cho em ăn. Rồi tất cả mình ăn. Thử món đó anh, nói em biết mà em bị vậy. Là nó như vậy cho nên lần sau rủ mình đi nữa là mình không đi. Làm cho hai vợ chồng gây lộn nữa. Cũng chỉ vì một cái vấn đề nhỏ là miếng ăn thôi. Mà lạ nha, cứ 9-10 giờ là anh ơi em đói. Xong hai có hỏi là em có đói thật hay không, hay là em chỉ đói trong suy nghĩ thôi. Không em đói. Lần thứ hai cũng vậy, cũng gấp đừng đuổi chứ không ăn. Đuổi qua cho mình ăn hết. Rồi ví dụ như mình không ăn thì anh ơi anh bỏ mứa gì cũng không được đâu gì đó. Rồi mình cũng phải ăn. Lôi lại gây lộn lại. Em thấy nha, cái vấn đề mà là hai vợ chồng này cãi nhau giống như là họ đang tập thể thao vậy đó anh. Chỉ cần cãi nhau thôi, vận động miệng thôi là tự nhiên cả người nó tự fit luôn, phải không? Giống như bây giờ nhìn qua món sau là tự nhiên là lại hòa lại đúng không? Đó, đúng rồi. Vợ Hải là một người không bao giờ để lòng. Nói mà phải nói, vừa nói xong là hết. Chứ không phải là giống như là cứ để bụng xong rồi cứ nó dồn nén tày này qua ngày kia, ngày này qua ngày kia. Thì nó đâm ra nó lại làm cho cái sự việc nó lớn lên rồi giải quyết không được. Cũng thông qua chương trình thì là em cũng rất là cảm ơn chị Na, thấy không? À, em cũng hy vọng là sau này để mà là giữ lửa tình cảm hôn nhân á, là chị cũng nên order đồ ăn khuya nhiều hơn xíu. Tại vì anh nói là anh vui mà. Vui mà. Đúng không? Vui mà. Anh ăn được hết đó. Ủa, hứa hôm nay khúc này cắt rồi mà. Thì không, thì cái này là cắt rồi đúng không? Thì em phải kết vậy để cho người ta biết cắt chỗ nào đó. Rồi, nãy tới giờ á là nói về chị Na nhiều. Bây giờ là tới lúc mà là đàn ông chúng ta nên nói về bản thân mình nhiều hơn. Cụ thể, anh có tính xấu gì khiến cho chị lúc nào cũng phải bực bội hay không? Hay ôm cái điện thoại. Ôm điện thoại 24/24. Cái gì cũng cầm điện thoại, ăn cũng cầm điện thoại. Chứ ví dụ như đi đâu đó cũng ngồi ôm cái điện thoại. Cũng hay góp ý với Hải là tại sao nhìn cái điện thoại còn nhìn nhiều hơn nhìn em nữa. Cái đó là sở thích của mình hay là sao? Nó là sở thích, giống như là đã quen rồi. Hải nghĩ đó, đây là một cái tính rất xấu của Hải. Muốn cai cái này dễ lắm anh, cực kỳ dễ luôn. Anh xài cù bắp đi. Anh xài cù bắp đi là đảm bảo luôn, cỡ chừng như là tiếng hồ sau là anh chán liền à. Vậy là ngoài cái đó ra còn gì nữa không? Đi du lịch thì Hải luôn là người đòi về hay làm phá cuộc vui. Đôi khi mình thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng mà sao mình không bỏ được cái tính đó. Nếu như vậy thì chị Na chịu được anh thì em cũng mừng á. Thiệt. Nếu như mà là bản thân em mà là giống như chị Na đi, lần một, lần hai thì là mình thoải mái và có gì cả. Nhưng mà là mọi sự nó cứ tiếp diễn như vậy hoài thì là bản thân mình nó cũng sẽ bị mất vui. Đúng rồi. Vậy thì lúc đó là anh cũng mới hiểu là chị Na yêu anh nhiều lắm luôn á. Có đôi khi mình cũng suy nghĩ là không lẽ mình xấu vậy ta. Thì thật sự là phải thay đổi. Cái vấn đề thay đổi khi nào thì mình chưa biết được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến qua một cái phần mà là hai vị khách của chúng ta phải vận động khá là nhiều đó. Đó chính là phần siêu bố tranh tài. Xin mời. Và thử thách dành cho hai siêu bố ngày hôm nay là thực hiện các động tác yoga dành cho bà bầu. Hiện tại bây giờ hai bố không có khả năng có bầu, cho nên cứ tưởng tượng là mình đang có bầu đi ha. Đơn giản thôi. Bố nào làm giống động tác dành cho các bà bầu nhất thì bố đó sẽ giành chiến thắng trò chơi. Này là thảm yoga đúng không? Dạ không, cái này là thảm yoga anh. Và người ta đi vào, người ta đi ra thôi. Còn yoga không, em không biết. Đây, tư thế đầu tiên. Có ai biết cái tư thế này gọi là gì không? Không, em cũng không biết luôn. Chứ tư thế này không thể gọi là bình hạt sương mai được. Chào bình minh. Đúng rồi, chào bình minh, hay lắm. Hay quá. Xin mời hai bố trổ tài. Bạn có vẻ trơn quá. Cũng giống đó. Khổ quá đi. Là ngày hôm nay bố nào cũng mặc quần bó. Ở vậy đẹp nè, đó anh Trung là có vẻ đẹp nè, nhưng mà là cái mặt anh hơi đỏ rồi đó, máu bắt đầu dồn lên não rồi. Anh Hải cũng vậy, anh ơi hít thở đàng hoàng anh ơi, đừng có nín thở, tội nghiệp lắm. 3, 2, 1. Tuyệt vời, tư thế này khá là dễ. Tư thế tiếp theo, hình ảnh hiện lên, hai bố sẽ hết hồn. Xin mời. Chào hoàng hôn nè, này mặt trời xuống. Đúng vậy, chào hoàng hôn. Dù không có bông nhưng mà phải ráng làm sao diễn cái tay cầm bông. Rồi. Bói bói ơi, nếu mà con có lỡ coi chương trình ngày hôm nay cũng đừng có hết hồn vì khả năng của ba con nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Chào bình minh, bắt đầu. Chào hoàng hôn. Hoàng hôn. Hơi thấp anh ơi, phải cao lên xíu. Cao lên xíu nào mà em mới đếm. Chuẩn bị chưa? 2, 5, 4, 3, 2, 1. Hết. Xin chúc mừng cả hai bố đã vượt qua được động tác rất là khó.
Và tiếp theo, động tác cuối cùng chắc chắn sẽ không làm cho các mẹ phải thất vọng đâu. Xin mời. Có rất nhiều tư thế, đúng không? Đúng. Chúng ta không thể nào làm một lúc rất nhiều tư thế được. Đây là tư thế chào MC luôn. Đây, xin mời hai, xin mời hai anh không được bỏ cuộc vào lúc này. Đây là cái lúc chứng tỏ khả năng của chúng ta như thế nào. Chọn tư một thế trong này, gái đúng không? Em muốn mọi người phải đứng. Chứ nếu như mà bây giờ mà ngồi hay nằm á, thì là chiếm sóng, ấy lộn, chiếm chỗ lắm. Em sẽ chọn tư thế đứng duy nhất trong cái tấm hình này. Đây, tư thế này em cũng biết phải gọi là cái gì luôn. Đây là tư thế gọi là quắn quéo. Chào MC. Chào MC hả? Chào MC luôn. Chào MC, mà chào kiểu này là MC dễ bị ăn tát lắm á. Hơi mệt rồi đó. Hai tay là quéo vô nhau nè. Chân cũng quéo kìa. Chân cũng quéo như nhau nè, thấy không? Nhưng mà là người phải thẳng nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Vào thế em mới đếm. Sai thế là em không đếm nè. Anh Trung sai thế nè. Hai bố đều sai thế luôn. Phải làm sao mà là quéo cái chân này móc qua được vô cái mắt cá ở chỗ bên kia. Không móc được đâu. Móc được kìa, móc được. Kìa, anh Hải móc được kìa. Anh không móc được. Ráng móc đi anh. Ráng móc đi anh. Ừ. Móc đi anh, đó, xuống, chân xuống xíu. Xuống, không xuống được. Được không anh? Không được, hôm qua đá banh bây giờ bị chuột rút rồi nè. Đếm nè. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Vậy là hồi nãy tới giờ là chúng ta đã có khá là nhiều tấm hình có thể đem lên làm avatar cái chương trình Hot Daddy Talk ngày hôm nay. Sau màn thi tài khá quắn của hai bố Biểm thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc. Và ngay bây giờ sẽ là thời điểm 15 giây định vợ của anh Hải. Rất cảm ơn chương trình đã cho Hải được đứng đây và để nói xấu vợ Hải. Và cũng anh còn là 10 giây. Chia sẻ về gia đình của Hải. Thì bây giờ Hải xin anh còn 5 giây. Hải muốn cái này là anh muốn dành cho em. Anh cảm ơn em đã đến với anh, đã chịu quen anh và đã chịu làm vợ của anh, và cũng đã chịu đựng anh rất là nhiều. Mà anh rất ít nói câu này với em. Anh yêu em. Trời ơi, ngôn tình ở đâu xa, ngay tại Hot Daddy nè. Lố 5 giây rồi, cắt cái đoạn sau. Không anh, cái này ta đang vui quá mà cũng khổ người ta. Vậy để luôn cái đoạn trước hồi nãy đang chia sẻ luôn nha. Đúng rồi. Mình cắt là mình cắt hết, mà mình để là mình để hết. Thôi thông cảm đi nha. Rồi, thời lượng chương trình của chúng ta đã kết thúc rồi. Nếu như mà các bạn khán giả muốn theo dõi lại chương trình, các bạn khán giả nên lên kênh YouTube của MCV Media nha, đặc biệt là cổng thông tin Love TV. Còn nếu như các bạn khán giả, đặc biệt là các ông bố Biểm Sữa nào muốn tham gia chương trình thì mọi người nên nhớ số hotline của chương trình nha. Còn Ngọc Trai và hai vị khách mời, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.